dân Trung Quốc sôi sục khi biết tàu tuần tra chiến đấu bị UAV của Việt Nam liên tục khống chế ở Biển Đông. Như chúng ta cũng biết, tình hình Biển Đông luôn là vấn đề nhức nhối trong thời điểm hiện tại. Việt Nam chúng ta càng nhượng bộ bao nhiêu thì Trung Quốc lại càng bành trướng thế lực bấy nhiêu. Tuy nhiên, Việt Nam cùng với sự phát triển vượt bậc của ngành công nghệ quốc phòng đã không ít lần làm Trung Quốc gặp khó khăn trong kế hoạch của mình. Vừa qua, truyền thông xứ Trung đã đăng tải tin tức về tàu tuần tra của nước này liên tục bị UAV Việt Nam nhắm trúng mục tiêu và phải di chuyển đến nơi khác. Vậy cụ thể sự việc này là như thế nào? Hãy đón xem trong video ngày hôm nay cùng Bỏ Thông Thái nhé! Vừa qua, chính trang truyền thông của Trung Quốc đã đăng tải một video với nội dung về việc tàu tuần tra chiến đấu của họ bị UAV Việt Nam Việt nhắm trúng mục tiêu khống chế. Điều đáng nói là video này đã nhận được rất nhiều sự quan tâm khi thu hút đến hơn nửa triệu lượt xem và gây nên một cơn bão hoang mang lớn cho dân nước này. Trước giờ cứ quen với việc Trung Quốc dở thói huênh hoang ở Biển Đông rồi, ai mà ngờ cũng có lúc gã khổng lồ phải ngậm ngùi chịu lép vế như vậy. Cụ thể, video đã mô tả rằng tàu tuần tra 052D của họ khi đang thực hiện tuần tra trên biển đã liên tục bị UAV Việt Nam theo sát và phong tỏa mọi hành động. Trang tin tức Trung Quốc nhận định Việt Nam đang âm thầm xây dựng một lực lượng UAV với sức mạnh rất đáng gờm, không chỉ mua chú trọng tậu các phiên bản UAV của nước ngoài mà Việt Nam còn tập trung tự sản xuất thêm các loại UAV với những tính năng đặc biệt nữa. Trong đó, tập đoàn Viettel của Việt Nam đang từng bước xây dựng một đội ngũ vô cùng xuất sắc. Các sản phẩm UAV của họ đang ngày càng hoàn thiện, thậm chí có thể sánh ngang với các loại UAV do Mỹ và Nga sản xuất. Trong khi các ông lớn đang tập trung trang bị thêm các loại máy bay chiến đấu hạng nặng có hỏa lực mạnh, thì Việt Nam rõ ràng là đang muốn dùng chiêu lấy yếu địch mạnh, lấy nhiều chống lớn. Tuy UAV là những trang thiết bị bay nhỏ, nhưng một khi đã làm chủ với số lượng lớn thì sức công phá cũng rất đáng gờm. Hiện nay, ngay cả những người nông dân, sinh viên, thanh niên bình thường của Việt Nam cũng biết cách điều khiển UAV. Thế nên Trung Quốc cần khẩn trương đưa ra những biện pháp hoàn hảo để chống lại âm mưu của Việt Nam. Và Việt Nam cũng đang nhắc nhở chúng ta rằng họ không hề nhỏ bé và dễ bắt nạt. Vâng, đó là những gì trang tin tức của Trung Quốc đã truyền tải. Như Át đã nói ở phía trên, thì dân xứ Trung đã cực kỳ hoang mang và để lại vô vàn những bình luận thể hiện thái độ như sau. Chúng ta cùng xem họ đã nói gì nhé. Việt Nam đã dạy chúng ta một bài học vô cùng lớn vào năm 1979. Bây giờ, nếu radar không được bật, chúng ta sẽ phải chịu một tổn thất rất lớn. Hãy ngừng coi thường người Việt Nam mà hãy xem cách họ âm thầm làm mỗi ngày. Người Việt thật đáng sợ. Hóa ra Trung Quốc chúng ta phải cần kẻ thù nhắc nhở để trưởng thành. Ai, thất vọng thật đấy. Trung Quốc nên chú trọng đến việc chiến đấu bằng máy bay không người lái và các phương án chiến đấu chống lại máy bay không người lái. Thế thì mới mong chiếm được ưu thế trước Việt Nam. Tàu chiến và tuần tra chiến đấu không thể thiếu nhận thức cơ bản về việc sẵn sàng chiến đấu như thế. Chiến tranh có thể nổ ra bất cứ lúc nào. Người lính phải luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Thử hỏi chuyện gì xảy ra nếu khi đó Việt Nam tặng cho chúng ta một quả bom với tiếng nổ bùm đầy kinh ngạc. Chúng ta phải đề phòng, cảnh giác cao độ, không nên chuyển giao công nghệ và nâng cấp các cho các nước láng giềng, đặc biệt là Việt Nam. Họ có thể sẽ sử dụng những khả năng này để tấn công lại chúng ta. Thật xấu hổ khi bị vũ khí của Việt Nam nhắm trúng mục tiêu, chẳng phải chúng ta luôn vỗ ngực tự hào là một cường quốc sản xuất vũ khí sao? Chúng ta bị một nước nhỏ bé nhắm đến mà chẳng thể làm gì cả. Thật đáng thất vọng và xấu hổ. Ôi trời, xem kìa! Việt Nam mà không công bố, U-52D cũng không biết đã bị khóa mục tiêu. Nếu thực chiến, chẳng phải coi như xong đời rồi sao? Có vẻ như các thiết bị quân sự của chúng ta chỉ là những lý thuyết trên giấy tờ, chúng ta cần chấn chỉnh lại trước khi bị người Việt Nam thao túng. Bị động trước sự tấn công của đối phương thì chỉ có thể làm mục tiêu cho họ thôi, nếu không có năng lực thì đừng đi gây sự nữa. Công nghệ của chúng ta vẫn còn tụt hậu so với Hoa Kỳ, Nhật Bản và sắp tới là cả Việt Nam.
Đó là những gì netizen xứ Trung đã để lại át thấy sau khi lướt một vòng trang của họ. Vâng, trong bối cảnh công nghệ toàn cầu bùng nổ như hiện nay, đặc biệt là công nghệ UAV trong lĩnh vực quân sự, thì Việt Nam chúng ta cũng không nằm ngoài xu hướng phát triển này. Sự bùng nổ công nghệ UAV không chỉ đem lại những cơ hội mới mà còn đặt ra những thách thức vô cùng cam go về yêu cầu năng lực nghiên cứu phát triển, quản lý công nghệ. Và có thể thấy, Việt Nam đang rất tập trung trong việc nghiên cứu và phát triển rất nhiều loại công nghệ UAV với. Đồng thời, tiến hành song song các hoạt động nghiên cứu hợp tác quốc tế với các quốc gia khác, từng bước khẳng định vai trò của mình trên trường quốc tế. Điểm đặc biệt là sản phẩm của Việt Nam chế tạo đều được nhận sự quan tâm rộng rãi của khách tham quan và đại diện quân sự các nước. Đây có thể coi là tín hiệu đáng mừng khi các doanh nghiệp Việt Nam đang từng bước bắt kịp xu hướng phát triển công nghiệp quốc phòng của thế giới khi đã có nhiều đơn đặt hàng và được xuất khẩu. Đến lúc này thì phải thừa nhận rằng UAV đã tạo ra rất nhiều thay đổi trong nền quân sự hiện đại. Lợi thế lớn nhất của UAV là giúp giảm thiểu nguy cơ về nguồn lực và tài sản quân sự của quốc gia sử dụng. Đặc biệt, với một đất nước có địa hình phức tạp, đa dạng từ núi đến biển như Việt Nam, thì UAV gần như là sự lựa chọn hoàn hảo khi mang lại sự linh hoạt và hiệu quả cao trong việc giám sát, tuần tra tại khu vực biên giới. Các loại UAV gần như có thể một mình cân được rất nhiều nhiệm vụ, cả về tấn công lẫn kết hợp được các chức năng trinh sát, quan sát. Ngoài ra, nhờ yếu tố này mà những giải pháp như vậy trở thành vũ khí chính xác hơn và có tính lựa chọn cao hơn so với các hệ thống pháo binh chẳng hạn, dẫn tới làm giảm các tổn thất không mong muốn. Cùng với đó, các UAV cảm tử có khả năng tấn công chính xác vượt trội so với bom không điều khiển, trong khi lại giải quyết được nhiệm vụ với chi phí rẻ và có thể tái sử dụng nhiều lần. Với mong muốn hòa bình cùng nhau phát triển, Việt Nam luôn cố gắng hết sức để tự vệ quốc phòng và nâng cao khả năng quốc phòng để nhằm mục đích bảo vệ đất nước. Trong đó, việc đầu tư vào công nghệ UAV được xem là đúng đắn, phù hợp và cả về chi phí lẫn tính ứng dụng và thực tế đối với môi trường Việt Nam. Át tin rằng nếu phát triển đúng hướng và được đầu tư hơn, thì trong tương lai, Việt Nam có thể tự tin trở thành trong những cường quốc chuyên sản xuất UAV của thế giới. Đến đây thì video ngày hôm nay cũng đã kết thúc rồi. Các bạn nghĩ như thế nào về sự kiện UAV khóa mục tiêu tàu tuần tra chiến đấu của gã hàng xóm Trung Quốc? Hãy để lại bình luận bên dưới cho mình biết nhé. Nếu thấy video hay, hãy like và chia sẻ để nhiều người cùng xem. Và cũng đừng quên nhấn follow kênh để giúp Bảo Thông Thái sớm đạt 30.000 lượt đăng ký nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo.